Rồi, xin chào tất cả các anh em trên YouTube nha. Chào mừng các anh em đến với channel của mình là Hắc Long đây, và đây là channel T-Boy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi qua tựa game GTA San Andreas phiên bản Definitive Edition. À, Rockstar vừa mới tung ra phiên bản này cách đây không lâu. À, thì người chơi nói chung là có hai phe. Một phe thì bảo là bảo Rockstar tại này nọ, chửi Rockstar không kịp vuốt mặt luôn. À, còn một phe thì nói đây là game gốc truyện mà, và đây là bản remaster chứ đâu phải là remake đâu hay là reboot đâu. Ok, thôi thì nói chung là mình là hồi nhỏ nói chung cũng có chơi, nhưng mà chơi kiểu vô phá làng phá xóm. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ nói chung là cũng có chơi qua cốt truyện rồi, nhưng mà trước mình cũng có món món này món kia để cho đồ họa đẹp lên để mình chơi cái cốt truyện á cho nó chuẩn chỉ nhất. Thì này Rockstar phát hành cái phiên bản này thì bây giờ thì mình chỉ nói chung là chơi nó xứng đáng hơn 60 đô, với giá 60 đô và ba bản GTA Vice City nữa, GTA 3 và City San Andreas. Rồi, họ không nói nhiều nữa, chúng ta vào thôi. Này. Tắt music volume mà anh em ạ. Radio off. Tại vì nó không bị nhạc bản quyền. Không có Vietnamese à. À, thấy không? Anh em thấy không? Trắng bệch luôn, không chưa chơi luôn nha. Mở mở hàng luôn đấy. Bốc hàng quá. Star thôi. Thì nói chung là mình cũng biết chơi. Và mình cũng có nhiều tip trick này cái nọ, thì mình nghĩ là mình cũng sẽ speedrun. Nhưng mà mấy cái mà gọi là cách screen như thế này thì mình sẽ không skip, mình vẫn sẽ coi hết. À, còn nhiệm vụ bình thường thì mình vẫn sẽ speedrun, và trong lúc chơi thì dĩ nhiên là mình sẽ phân tích tình huống, phân tích tâm lý nhân vật cái kiểu đà điểu đấy. Để cho những anh em nào chưa biết thì Carl Johnson là vừa mới trở về từ Liberty City đó. Nãy quay về để giữ đám tang của mẹ mình. Trước đó là anh có đi chạy trốn qua Liberty City là New York á, để chạy trốn khỏi cái sự thật rằng người em trai Brian Johnson á bị chết trong một cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm. Đó, thì về gặp ngay bọn bọn cảnh. Timpani, Officer Timpani. Ông mập mập da trắng là Officer Pulaski, cánh tay phải đắc lực của con Johnson. Vừa về thì bị cảnh bắt lại ngay. Nhìn đồ hả cả. Get in the car. Watch your head. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. Nhìn đồ hả kìa. Kinh thật. Nó lại bỏ đi cái gọi là cái fog á. Làm thành ra mình sẽ thấy cái draw distance của nó xa hơn rất là nhiều. I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Tôi sạch sẽ đây. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used. Đó thì nói chung á là những ai các bạn có thể lên YouTube á coi cái gọi là gì ta, cái GTA San Andreas The Introduction
thì nó sẽ có cái lý do là ôi giời ơi. Xin lỗi anh em nha. Nhà nuôi nhiều chó quá. Nhà nuôi nhiều chó quá. Đó. Y'all can't leave me here. This ball is country. I thought you said you was innocent. Đó thì nói chung á. Đây thì đây. Mày mang hiện tại. Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. Oh shit. Here we go again. Now I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Ballers won't give a shit. Oh my god. Look at the graphics. Nhìn đồ hóa cái anh em. Ơi hồi nãy nó mượt hơn mình á. Nãy à, hồi trước là bấm nút giữ nút Alt á là đi chậm, nhưng mà bây giờ nó là nó hiện lên cái bảng thông số. Bây giờ giữ nút Control thì nói chung á là độ họa là nâng cấp lên rất là nhiều. Độ bóng nè, textures nè, cái cây đồ họa của mấy cái cây rồi đó, người ta gọi là vegetation nè, cỏ không làm lại hết. Nếu như để ý kỹ khi mà mình đi lên cỏ sẽ có cái gọi là cái ở cỏ nó có cái interaction luôn. Nhưng mà khó một cái là cái điều khiển của nó khó hơn một tí. Hồi trước là mình chạy ngang như vậy nè, là mình nhìn về một hướng thì nó rất là, nó cứ giữ cái camera. Còn bây giờ mình chạy ngang á là nó luôn, đó, cái camera nó luôn chuyển động theo. Rồi, đi thôi. Speedrun mà, quên mất. Speedrun mà anh em. Đơn giản thôi, mình thì cũng đâu lại gì tụi game này nữa anh em. Grove Street. Oh. At least it was before I fucked everything up. Cũng đâu có lại cái tụi game này nữa đâu. Ê, cũng đâu lại như tụi game này nữa đâu anh em. Này, tip tricks đâu. Tụi này lẩm hết đồ đi, rồi start nhiệm vụ. Ấy à. Này, tech này. Xuống dưới kia lấy em. Lấy giá mà, thôi khỏi đi. What the hell? Speedrun nha, nhưng mà cắt screen mình sẽ không skip, mình vẫn sẽ coi hết. What the fuck is that? CJ sao mắc hiếp thế? CJ lai châu Á luôn rồi. À, trong bản cũ á, là cái bức hình của bà mẹ rất là mờ. Nhưng đây người ta đã HD lại. Call Brian, Brian là người em ấy. Nhà này có 3 anh em. Swickson Johnson. Người thứ hai đó chính là người con thứ ba là Carl Johnson. Và người em út là Brian Johnson. You picked the wrong house, fool. Hey, hey. It's me, Carl. Chill. Khúc này nếu như anh em để ý kỹ thì oh. What's up? What's up, baby? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom. Nói rất là hay, nhưng mà thật ra sao thôi, tôi không muốn spoil cho những ai chưa biết. Nếu như mà anh em để ý kỹ thì Ryder Sweet, nói chung gia đình Sweet đang ở chỗ tang lễ của mẹ đúng không? Của mẹ nên CJ. Nhưng mà anh em có để ý không? Là tại sao Big Smoke nó lại ở ngay trong nhà của CJ? À, rất là nhiều câu hỏi được đặt ra.
là đang tìm một tài liệu mật nào đó. Nói chung ha, là có thể là anh ở trong bếp thì chắc là anh lục gì đó để anh ăn thôi. Đi thôi, đi tới. Đấy. Họ sẽ rất hạnh phúc khi thấy bạn đấy, khi thấy cậu đấy. Hey, what's up, y'all? Look who I found. Ê, gì tụi mày? Carl, hey, good to Có, see you. hey. Thật tốt được gặp lại anh. À, vừa Can't 5 believe năm gặp she nhau, fall, 5 năm gặp man. nhau. Vừa gặp There's nhau another nhìn Switch à? girl that Nhìn went thái to độ của school, Switch à? just like Ryan. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? Get out of my face. I'm going to see C. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beef. They ain't nothing but a bunch of Essay. Essay có nghĩa lowlife. là, không biết nữa, nhưng mà giống như là một thuật ngữ để nói về cái bằng đảng của Caesar. Caesar là một nhóm bằng đảng người Tây Ban Nha. Fuck you, sweet. Here we go again. What you mean? Candle cũng rất là cứng đầu nha anh em. À, nhà này quên, nhà này có bốn người nữa. Thật ra là có ba ba người là đó. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first. Then ask ask questions question later. Second. Ý nói là má, gangster, bây giờ là rất là hổ báo. Kiểu đụng nhau là bắn nhau chết luôn. Không thèm nói chuyện luôn kiểu gì. Ballers, drive-by, Driver. Incoming. Oh, motherfucking my car. Đấy, vừa nghe tin vừa vừa nghe tin CJ quay trở về Los Santos nha, mà má Ballard tới thăm liền. Rồi mình chạy nhanh quá rồi nó bị bỏ lại. Chạy từ thôi. Tưởng này khu mình chứ. Ha, giờ khu này của mấy Temple Ride rồi. Mình không chơi tụi nó nữa. Ây da, ây da, dí kìa. Bắn cực quá. À, là ship. Move it. Ây da. Move it, CJ, move it. Này khúc này có một cái bớt, có một cái lỗi, có một cái bớt, không biết là tụi nó có sửa chưa, Rockstar có sửa chưa. Nó tưởng Switch với lại tụi ba lá chạy đúng không, nhưng ra nó bị đứng ở đây nè. Đó, hai thằng ơi dí thằng mình kia đi thôi anh em. Mày lại đây, mày về đây chi vậy? Đấy, bắt bẻ bố mày. Ơ, đi sai đường rồi. Nhà bố mày về. Không chơi cheat nha anh em, không chơi cheat, không một cheat nào hết cả. Chơi bằng chính thực lực. À. Ui, bà lá tí heo kìa. Trong khi mình đang chạy trước nó mày. Come on homeboy. Ê, what the hell, nó spam kìa. Cái xe đó giống như là được spam ra để giết chúng ta luôn ấy. Giết theo chúng ta. Rồi, ok. Giờ không phải chờ nữa. Trong bản thường á là mình phải nhấn W liên tục nó mới chạy nhanh như này. Còn bản này nó tự chạy nhanh luôn rồi. Vuốt mồ hôi vậy. Ride à, mày da đen kiểu nói chuyện với nhau cứ nigger. Không, nhưng mà thật sự là mình rất là thích cái cách nói chuyện của mấy người da đen này.
You want some? I got a whole lot going on. Talking black sometime, man. Like, I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Cứ ghé qua đi. À, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Colors, đúng kiểu bạn bè thân thiết rồi. Ok bro, không có save gì hết, không có save gì hết á. Speedrun không có save gì hết á. Please. Đó. Mấy cái sổ tào lao. Quýt à? Sorry anh em đang ngồi chơi ở phòng khách nên nó vậy á. Anh này nó bắt mình save hay sao á? Này bắt mình save. Con tụi save rồi còn bắt save nữa. Ôi, đồ hỏa lúc ban đêm kìa. Tôi có xem một vài video review ở trên mạng rồi đó. Tôi có xem một vài cái địt cùng. Đó. Đúng hoài. Hello. Nè, sorry anh em, nhà nuôi 4 chó lần. Từ lúc mày không còn đây nữa, mọi thứ đã thay đổi rồi. Timber Drive với lại Silver Boulevard thì tách mình ra. Đó, tách ra thành ra là mình yếu lại. Mình yếu lại nên mấy thằng Vagos với lại thằng Ballas rồi á. Lên chiếm thế thành phong. Cho nên nếu như bây giờ anh em để ý thì ở gần đây sẽ có rất nhiều người bận đùng một tím. Không biết Riot, ấy lộn, Rockstar cố tình làm thế hay không. Nhưng mà anh em mình vẫn ở đây bro. I know you ain't got no dick, but maybe you got heart, homie. Hell no, I'm failing. Bây giờ thì mình chưa có recruit nó được. Tại vì bây giờ mình còn trong mắt nó mình giống như là một thằng ớt ơ rồi. Oh, speedrun. Đấy, textures làm mãi hết. Quá đã. Gặp bạn bè không được à? Còn mày sao? No homie love, no huh? không ấm ấp nhau à. Man, some piece of place is paying no wrong hit up, man. Shit is beautiful. Teach on a lesson. Cái chỗ bán pizza kìa. I'm always dead. Nó phá mấy cái gravity của anh em mình kìa. Mày tới xử nó đi. À, đúng nhiên họ. Let's go, bitch. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Show me how to drive on the East Coast, homie. Cúp ra. Đó, tôi có xem một vài video review trên mạng á. Nói chung mà cái mà tôi thích nhất là cái ban đêm á. Cái ban đêm ở Los Santos ở trong cái bản remaster này. Nó cực kỳ đẹp nè. Mấy cái đổ bóng này. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay, thanks, homie. Yeah, don't mention it. Đấy. Nói chung là mình đi xe cũng sẽ không quá nhanh. Mình ráng đi chậm chậm để cho cái dialogue của nó được đi hết. Được nói hết. Đấy, có rất nhiều giả thuyết cho rằng người đàn ông này chính là cha của mình. Vớ vẩn. Từ từ. Nhớ có cái kiểu cây đẹp lắm. Kiểu này quá mắc anh em. 300 mà đủ tiền. Rồi bên đây có icon đồ. Thay đổi đồ kinh đấy. Nếu như khúc này á, mình cắt tóc đẹp á, ra rider nó sẽ kêu là nó khen. Còn như khúc này mình cắt tóc xấu á, rider nó sẽ bảo là cái ông già này. Đây, nếu như mình cắt cái này nó sẽ khen nè.
Các cái này nó sẽ khen. Chưa má, cái này không khác gì luôn anh em. Thôi đại đi, vậy lấy cái nào rẻ rẻ đi. Stash. Ủa cái này không phải là mẫu tóc đơn giản của mình à? Giờ mình phải mua chứ. Heo. À đúng rồi, you already bought this one kìa. Cho tí đầu ở dưới cho nó ngầu. Looking like a player now, though. Đó, mình cắt cái này ra, thằng thằng Rider nó sẽ chê. Bảo là told you I was, he was crazy. Told you he was crazy. Shit. I told you he was crazy. Man, you jacked up. Còn nữa nhưng mà mình cắt cái kiểu tóc afro á, cái mà bồng bềnh, nó sẽ bảo là you know what, kiểu tay nghề của ông ấy vẫn còn ít lắm. Vào tiệm pizza kia ăn gì đó đi, còn lại tao lo cho. Nếu như mình ăn nhiều mình sẽ speedrun. Mà ghét cái camera auto đó ghê nha. Thề. Tao ghét luôn á. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. It ain't me, fool. Small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Buster. Buster là ăn hại kiểu gì? Đối với Ryder, nó nghĩ vậy. This pizza parlor's no pushover. I back it down. Đấm ai? Bắn ai? Bắn ai? Xin. Xin nha. À, có công an kìa mà hên không thấy. Tắt cái auto camera này đi được không nhỉ? Vớ vẩn. Pause on focus lost là cái. À, từ để nhớ rồi coi. Auto climb. Tắt cái này thử coi. Ê, 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 được rồi nè, như được rồi nè. Được đéo đâu. Vẫn vậy. Cày quá nhỉ. Sao nó lắc lắc thế nhờ. Lắc lắc thế nhờ. Nãy là 60 FPS thôi nè em. Một. À, nhưng mà kệ đi, như vậy chắc vẫn được mà. Chắc do mình live stream á, mình record lại nên nó. Later homie. Ghế cái auto camera vãi. Cái nào không phải. Chắc không có rồi. Mày cay thế nhờ. Come on, fat boy. Come on, fat boy. I told you that, bro. Word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. You gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let him know you back on set. The Johnson Brothers are rolling again. Johnson Brothers rolling again. He gon' hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back.
You already spreading out, fat man. That's play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Nah, thought you hang with your brother, huh? Well, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You wanna drive? Yeah, for sure. Yeah, for sure. I'm speed run this shit. Đấy, thủ thuật. Dừng lại cái là nó sẽ đóng cửa lại. Watch for those rollers as I tag this up. Hồi trước nó không có được, nó không có cái hiệu ứng, nó không có đẹp được vậy đâu. Hồi trước mình cứ xịt á, mình cứ xịt cái là nó auto, nó tự vừa đủ thời gian cái nó tự sáng lên, không nó không sáng lên. Thí dụ như mình speedrun á, cái tôi thấy cái ông kia speedrun thì khoảng 8 tiếng. Khoảng 8 tiếng rưỡi gì đó. Nó đủ. Cái lóc chóc Onichan 8 tiếng rưỡi. Cho nên mình có coi cut screen nữa thì chắc cũng phải khoảng 10 tiếng. Mà chứ chắc là mình speedrun nhanh bằng ổng nữa đó. Cho nên là chắc là cũng sẽ được vài tập đó. Cũng sẽ được vài tập. Xịt mà có công an thấy là má nó sẽ bắt mình đó anh em. What the fuck? Thế mặt kìa. Retexture. What the fuck? Hey, ain't this fun? Chicken market. Respond to a 1037 in East to Atlanta. Shot back on afternoon on 4. Xin lỗi được chưa? Huh. Get on, CJ. Car, quick, get in. Okay. Car, quick, get in. How you doing on the Fed? I'm kind of soaked, you know. Giờ này hay nghèo lắm. Crash, crash có nghĩa là cái đám cảnh lúc đầu đó anh em. Crash là đám cảnh lúc đầu. Hey, you gotta keep it real, man. Ain't nobody give a shit about the hood. All they do is sell yay and ruin the place. Khúc này, anh em mình sẽ nói gì. They idiots trying to beat business. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps on the balls are sweating, homie. Go compression. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days. Yeah, you right. You and Ryder go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about you're naive, my friend. Tụi nó chửi hề. Tụi nó chửi hề với mẹ của tụi nó luôn. Dân chơi bây giờ là như vậy đấy. But him and homeboy Ben, they good to have on our side. Oh, Big Ben? Yeah, them bass slang is gonna be sorry now. Bass slang à?
Man. Khúc này lại nói là kiểu ha. Tại vì mấy thằng mà bán thuốc phiện đó làm cho anh em trong gang của mình chia rẽ suốt ngày giờ chỉ nói hút chích. Open up. You sure you still living? Fool, I told you this. Open up. Who the fuck is it? CJ. Fuck you want? Get the fuck out. Wait, hold up, fuck đúng nhiều luôn á. What happened to life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what? Get the fuck out of here for you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Big Bear. Này nói chung á là Big Bear. Big Bear cái lúc mà kiểu mà còn gia nhập giang, còn trong giang hồ rồi. Big Bear tôi xưng là Big Bear. Hell yeah sir. Go make that motherfucker. Giờ cái ông này, đó cái ông áo sơ mi cam á. Ông to con này cái nội gọi là Big Bear. Mà ha, vì hút tích đó mà bây giờ ốm ốm lại như vậy. Hey, nigga fuck you. Ôi, cái áo của... À không. Chuyện bình thường thôi. Crack and do that to Big Bear, turn him into a baseline. The average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in the city. Piss me off. Look like it's up to us then. Piss me off. Anh sao phải? Anh cũng hất cùng quá trời luôn. Anh cứ nói vậy không? Lên xe. Check it out. Somebody's selling to one of the homies. Ơi, sao công an đứng ở đây là sao? What the fuck? Giờ sao đập nó? Ừ, đi đi. Nè, anh cảnh. Hey, partner, I'm working, man. What you need? What you need, dog? Dog, I got... I'm your boss tonight, man. Give up. Mày, láo. Đứng dậy. Stand up so I can beat you again. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller. He a punk. In Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey, grab hold of that bat over there. Man, serious mission now. Sweating, homie. Everybody in the hood know. Man, you can smell a crack den a mile away. Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Hey, khúc này có cảnh nóng, khúc này có cảnh nóng. 18 cộng. Good afternoon, baller. Hey, thấy trong cái phòng không? Keep up the money. Grove Street, fool. Grove Street going down. Going down. Hey, I'm about to... Ah, yeah. Help me, Raider. Move it, motherfucker. Này. Hay da, suck me, man. Suck my dick, bitch. Bitch. Mẹ, ghép tuổi thơ của anh em. Show home and was more. He went out on me. Time change. Oh man, they gonna be mad at us. And I'll warn the gang later. But now, this is fast in the silence of victory. Now that the bass ain't getting pushed up in their faces, maybe these fools should be up with some real bang. Yeah, bro, gonna get back on his feet now, for sure though. Later, homie. Respect, đó. You can run a two-man gang now. Giờ mình recruit được rồi nè, anh em. Yo, I need a beer. Don't be a bitch. Grove Street needs you.
Yeah, I'm always down. What are we gonna do? Hey, come on, get your ass over here. Ready when you are, homie. See you later, homie. See you later, home. Carl, it's Officer Hernandez. Ồ, nó chưa fix cái lỗi miệng kìa anh em. Nó nói nhưng mà miệng không chấp chấp. Hey, show me some respect, boy. Don't show me yourself, you just day fixed. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Bây giờ nó cho mình tương tác với lại respect has to be earned, sweet. Just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is speak up, nigga. I'm hungry. Man, khúc này kiểu man cannot live on bread alone. I know I tried that shit. Carl, you look a little đúng kiểu ở đó. Yeah, I can eat. What about some tacos? Tacos? Again? Hell, chicken, man. No discussion. Ăn gà đi. Tao muốn ăn gà. Carl, you drive. Smoke looks like you don't pass out. I thought I touched a credit card. We got to talk about it. We all got to talk about it. They was going for sweet. À, lần đó là tụi nó định giết Sweet à, nhưng mà không ngờ là đi ngang qua cái nhà của Sweet nó bắn vô đại cái vô tình đạn lạc dính mẹ của Sweet mày. Mình muốn nghe hết cái đoạn hội thoại của nó ấy mà, chứ không mình không chạy vào rồi. Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Nè, mày ăn gì? Hey, I'll take mày phải ăn mà mới khỏe đó chứ. Fat boy. Tao sẽ lấy một cái số 9. Lấy từ cái số 9 giống nó đi. Lấy từ cái số 6 với lại nhiều khoai tây xíu. Mà Big Smoke nó tạo ra đúng nhiều meme ở trên mạng luôn á. Cái ô nè. Đấy. Rồi cái I'll have two number nine này nè. Rồi với lại cái nhiệm vụ xe lửa. All you have to do. Tao không biết mẹ bị bắn cho đến khi mà mọi thứ đã kết thúc. Mà nghe buồn thiệt chứ. Kiểu thập niên 80 đó mà gangster bắn nhau như chó. Hey, don't we got beef around here? We been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Tao không ăn đồ ăn nguội đâu nha. Số như mày. Oh shit, trash can bitch. That's my food. Hey, hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Roger, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. You're a jinx. Drive-by. Drive-by. Incoming. Bắn á. Giữ khoảng cách như này thôi là được. Không cần phải đứng kết đó. Chuyện đâu. Xin súng được không? Come on, CJ, earn your key. Quên má cầm cái bóng chày cho chậm. Đó, khúc này nếu như mà mình bị công an thấy á thì mình sẽ có một sao. Mà nó bắt mình chạy nhiệm vụ này chưa. À, chó mập này kiểu gì? Chippy motherfucker. Smoke you wide, man. I mean, wide. And that's why you love me, baby. That's one up for the grow. Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Giọng của mấy người đen. Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. Crib. Smoke, let's go. See y'all later. Crib.
Can I get into your crib? Can an old man come into your crib? Cái meme của là ma bên cái tên này. I mean, it's a nice place and all, but the grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Khu này là khu của Ballard, anh em hiểu không? Khu của Ballard. Big Smoke qua đây kiểu làm ăn với Ballard đó. Nhưng mà nó... À, mới nó xạo. Qua đây gì tiền nhà bên đây rẻ. Kiểu kiểu vậy. I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your mom, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax. Smoky smoke on smoke. Gotta go to bingo now. Yeah. Cảnh bị ngáo à. Mày mà không tôn trọng cơ thể mày cũng không ai tôn trọng cơ thể mày đâu. Later man. Ok ok, giờ tập võ được rồi. Tập võ được thì tập võ thôi. Nói chung là những nhìn đô đô tí mới ok chứ không anh em. Giờ từ từ làm nhiệm vụ đi. Từ từ đi làm nhiệm vụ. Oh sorry man. Điên bên tu. Ê, có hình xăm luôn kìa. Chỗ hình xăm luôn kìa. Qua xăm mạnh luôn chứ hả. Không, từ từ đi. Ủa, cái này chưa. Mới vô 40 thôi. Oh yeah. Break A when the energy binds. À rồi rồi rồi. À ở dưới. Dễ vậy. Dễ vãi luôn ấy. Hơi dễ nha. Hồi đó khó lắm. Cái bản cũ á là phải nhấn liên tục nút cách về lại chuột trái. Là mấy cái mà cao cao tí á. Mấy cái mà mấy cái mà nặng nặng tí á là bấm muốn hư nút cách với con chuột luôn. Mới lên được muscle. Bây giờ dễ vậy. À, không phải tôi nghĩ đâu nha. Tôi kiếm cái nặng hơn tôi chơi chứ bộ. Má đổi thành nút tê khó chịu chứ. Dễ vậy. Bấm nút E nè. Không làm gì hết á.
cho nó đồ đồ thôi chứ nhìn ấm nhách quá. Ok, I've reached my limit. Chờ tí dưới đáy cái nè. I ain't pulling any punches. Don't make me mad. Watch your opponent's eyes. I'm gonna beat you silly. Use your jab to get the range. Keep it up. Don't leave yourself open. Nước mèo đi. I'm not gonna hurt you. Watch what I'm doing. That's it. Keep breathing. Watch your opponent. Know his move. Ok, ok. Rồi. Vậy trở lại thôi. Nói speedrun mà quên mất. Cứ thế này chắc phải phải lâu lắm mới xong rồi. Sao nó cứ FPS nó cứ em như bị drop nha. Răng cưa nhìn bất mạnh. Xăm hình thôi, đơn giản thôi. You want some war paint, dude? Take a look and pick a design, dude. Nah. Ê không, cái này thì được. Back. Grove Street. Khẩu súng chứ. Dude, this looks fresh, man. Tạo đi, mốt còn mấy cái đẹp lắm. Giờ tạm thời mà. Dressed to kill, man. Stomach. Oh, chắc đủ rồi. Hết tiền. Hết tiền rồi em ơi. Hết tiền. Hết mẹ tiền. Thôi, đi. Anytime. Kinh liên. Mốt nhìn đồ đô lên má nhìn ác lắm. Kiểu cảm giác này nó có một cái gì đó vừa mới vừa cũ. Kiểu cốt truyện, bản đồ, cơ chế thì nó cũng nhìn cái đồ họa thì nó mới kiểu thật sự. À, mong chờ của mình là mấy nhiêu đó thôi. Nói chung á là mình đã chơi qua nhiều tựa game rồi, đồ họa rất là đẹp. À, chẳng hạn như là GTA, nhiều game khác chẳng hạn như là nói chung là đồ họa đẹp kiểu vậy.
Thì cái thằng này mình chơi gì cái nhớ cốt truyện rồi. Cái thứ hai gì nó là một phần tuổi thơ của mình. Throw shoe ra. Dân chơi bây giờ toàn Mac, AK, Helmet. Emmett, Seville Boulevard family. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see. Dạo gần đây mình không thân với lại cái gang mà của ổng. Nhưng mà thôi, tao cũng dắt mày đi qua nói chuyện với ổng. Đó, thì nói chung á. Đi chơi không? Người anh em. Say my man, we gonna roll homie or what? Đi chơi không, người anh em? Family's for life, homie, you down? Hell, you my dog, man. You my dog, man. Hey, what happened to the fam? Where the love at? Shit happens. Seville wrongs temper. Temper wrongs grow. Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, you know you gotta keep it real. I admire you, Cole. You're a leader, a visionary. Mày có tố chất lãnh đạo lắm. Mày có tầm nhìn xa. Give it a rest, smoke. You full of shit. Ô mày sầm lộn quá Smoke. Kêu. Nói chung á là Gata San là đúng luôn. Rồi. Mà thấy Ballad là bắn luôn rồi. À không này phải Ballad. À đúng rồi Ballad. Nói chung á Gata San là chắc chắn là lúc nào cũng thế. Có một chỗ đứng ở trong cái top những cái game mà yêu thích của mình. Cho dù là sau này có quốc gia bao nhiêu game hay đi chăng nữa, Gata San chắc chắn lúc nào cũng có chỗ đứng. Chắc chắn luôn. Ai bắn tao vậy? Mày nhóc con này muốn gì? Ê, em ngoại, bình tĩnh. Ain't you dead? No, Emmett, the other one, Carl. I'm sorry about that. That's why we here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Look at this old shit. Die, little glass ball of fool. Này, anh bắn 3 viên mới bể. Anh bắn 1 viên rồi bể rồi. Be so proud of you, boy. Bóp. I'm the best there ever was. Yeah, real Grove Street style now. Đúng là phong cách của Grove Street. Mình là bóng một viên thôi. Mình... Oh man, check out Special Agent Big Smoke. Agent. Bắn xíu thở phì phào cha. You're making me so proud. Okay. Mà ở đâu à cũng cái xe miễn phí nên bắn nổ banh sáng vậy. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess nghe lại nó đi. Soften you not, huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boy. But remember this. You didn't get them from me. And remember this. Emmett is the place for guns. I've always got high. Tới đây, không nữa nhưng mà cái có cái cơ chế á. Mà tới đây gặp Elmet, xong rồi mình mua được súng của ổng á, thì hay biết mấy. Nhưng mà thật ra thì không. Tới đây cái mình sẽ thấy một khẩu súng nằm dưới đất á. I seen newer cannons in this strap in the museum. We'll be going. Man, I'm real tired, dude. Drop me off in my crib, baby. Tao mệt rồi, chở tao về nhà đi. In the ride. Vô lấy khẩu súng được chưa? Đâu nhỉ? Đấy, mẹ hình như chưa có. Tốt là nhẹ quá. Speedrun giúp mẹ. Chờ tí em.
Ok, nãy giờ. People have opened their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice. Đồ hóa đẹp, không phải đẹp. Kiểu cái view distance á, mình thấy được từ xa, mình thấy mấy cái ngọn núi từ xa luôn đó. Kinh thật. Ui, tay lái cực khói. CJ, I see you around. I see you around, CJ. Speed. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Mày không mặc đồ của gang của mày, không ai tôn trọng mày đâu. Nói vậy thôi chứ thật ra mình không cần mặc đồ màu xanh lá đâu. Kiểu nó nhắc mình tới đây mua đồ thôi. Hello. Hello. Try on anything you want, sir. Okay, babe. Okay, beauty. Sao so thì không cần. Tại vì xíu nữa mình lột áo mà. Lấy cái quần. Quần. Ui, có cả âm thanh nữa à. Quần này được rồi. Nhưng mà từ kiếm coi còn quần nào đẹp hơn không. Green Gino. Baggy pants. Track pants. 70 đô chắc cũng đẹp đấy. Nà. Cũng đẹp đấy. Nhưng mà I would like to represent my hood, man. Lấy cái quần thể thao kia đi. It was a pleasure, sir. Well, the dog has the best toilet paper. Always a pleasure, sir. More. What the hell? Ai lại đi mua hả? Thank you, sir. Đồng hồ màu hồng anh em. Mắt kiến à? Dĩ nhiên là green rồi. Thank you, sir. Hat nữa, còn cái hat nữa. Hat thì khỏi cũng được. À, khỏi đi. Rồi, được rồi. Bấy nhiêu đây nhà nhìn lực rồi. Ok. Wow. Qua hết lúc xíu nè. À, có thể tập tạ xíu chứ hả? Come back for tomorrow. Okay, whatever you say, man. Hey, yeah. Xin nha. Poor Jack is real annoying, ain't it, huh? Hay quá. Nó làm chặn mình lại. Kiếm cái xe mới được. Kiếm cái xe hai bánh mới được. I could drive
Rob as well as CJ, man. I'm telling you. Hey, homie, what's up? What's what up? You saying about me, fool? What's up, man? I'm saying what's up? The Eastwoods made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ dry here, CJ dry there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. And you know something? You right. Cheers, CJ. You can drive, homie. He's tripping. He's tripping. Nó đang bê á. Bê đồ đấy. Khúc này ít muốn nói. Thôi, mẹ. Đành đành ra có mẹ đâu. Where we going, homie? Roland Heights, Ballers Country. Do us a little drive-by, huh? You know something, matter of fact? You our chauffeur for this little gig. Come on. G, thanks, G. Just don't drive like no fool. Just don't drive like no fool. Yeah, Ballers Turf. You dog ready? Yeah, for sure. I'm ready. Carl, just concentrate on the driving, and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, the car stopped. We dead meat. Anh em nhét thôi. Let's roll. Bắn. Stab out of here, CJ. You iced them, CJ. Let's hunt down some more. Ooh. Carl, go run out on me again. Just a little one, bro. CJ. Đây còn cái súng này nè. Speed up a little, sit. Get us the hell out of here. That was way too easy. Let's go blast on some more tiền. Nghèo lắm anh em ơi. Thấy đóng tiền là giống như là Đi đâu giết xong xuống lượm tiền chứ anh trai. Nói gì không? Chứ what? Khúc này thì không cần lượm đâu. Tại vì má 2 sao luôn. Just don't drive like no fool. Rolls on my case, CJ. Ui. Spam. Cơ chế spam. Hay da. Khúc này hơi hư cấu nè. Đây xe cảnh sát, đây xe cảnh sát đúng rồi, phải không? Giờ đây mình sơn xe cái xong cái nó không biết mình nữa. Má pha đúng hư cấu luôn á. Cái này thì hơi hư cấu tí, nó kệ đi, kiểu cơ chế của nó vậy rồi. Mình mà có bị 5-6 sao á, mình chui vô đó cũng hết nữa. Mày nói làm tụi tao chết, tao cũng ngạc nhiên lắm đấy. Mày cứ mặc kệ thôi. Tụi nó biết mình trở lại đó, cho nên bây giờ mày phải hóa cẩn thận đi. Lấy tí tiền ra, uống tí bia đi. Kiểu vậy. Respect has to be earned, man.
cái khúc á, cái khúc mà má Big Smoke nói cái câu đó, đó. Respect has to be earned, man. Just like money. Khúc đó là má Big Smoke muốn sell us out rồi. Got up and the money. Đó, nó phải như thế chứ anh em. Rồi. Tủ remake lại cái làm phòng đó đi. Nãy giờ chưa sử dụng một viên đạn nào luôn á. Cái đống súng làm được rồi. Rider Sweet Big Smoke. Sweet chưa đi. Anh em xa, hello. Anh em vẫn luôn tin nhất chứ. Sweet, sweet girl. Đây là nhiệm vụ giải cứu Sweet, đây là ghề của Sweet. Fuck that. Damn. Fuck it. Có một cái phân đoạn này thôi mà fuck quá trời luôn. Hey, Carl, no time to chit-chat. Been seeing a Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto. Oh, for sure, man. Hang in there. Oh, look at the fucking sky, man. So fucking beautiful. Okay. Cũng gì phần này nọ. Ơ gì vậy? À, auto-climb. Chắc mình phải bỏ quá. Ừ, đúng rồi, auto climb. Xin. Thấy giờ nó vuông. Một sao à, nó không dí đâu. Hoặc là lấy cái xe này luôn, hoặc là lấy cái xe kia vẫn được. Xe trong kia để sẵn cái trọng. Dĩ. Dĩ. Đây, cái này dễ hết cho anh em. Tại vì sao mà mấy anh đó bận đồ Crow Street, nhưng mà nó vẫn bắn mình. Nhiều anh em nhiều khi không hiểu, hồi nhỏ chơi nhiều khi không hiểu, ủa má nó phe mình sao bắn mình, nó bận đồ thanh lá như vậy thôi, nhưng mà nó có ổng ưa mình. Khúc đầu Sweet cũng có nói á, là Grow Street bị chia ra làm Temple Drive với lại cái gì á, Silverline gì đó đó, là nói chung bị chia cắt rồi. Hay cái khu đó là Temple Drive slap ass. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. I got unfinished business. You know what that means. Okay. I'm tired of you not listening to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. You just ain't right. You're seeing some cholo motherfucker. Cholo motherfucker. What? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Sisless killing right, but a boyfriend from the south side wrong? Something they just have to happen. Giết người là đúng. Còn có một người bạn trai, người ta bên nhà là sai à? Well, Leroy Lopez then. Well, I guess either you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist, I just know how they feel about you.
And look at you. You dressed like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting him at some cholo car club. À, không có xe, khó chịu quá. À đây. Nói chung là giờ sao ta? Giờ làm hết nhiệm vụ Sweet, xong rồi qua làm nhiệm vụ Rider, xong rồi qua làm nhiệm vụ Big Smoke hay là sao? Hay là làm từng cái Sweet rồi Rider rồi Big Smoke, Sweet rồi Rider, Sweet Big Smoke. Sao cũng được thôi. Nói chung á là có gì anh em comment nhé. Anh em comment phía dưới nha. Còn video sau mà mình sẽ chơi theo kiểu đó. Đậu xe, đậu xe. Đậu xe lên đã. Mới chơi được với nó. Mấy cái nhúng xe này thì còn gì lạ nữa. So you must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back, so here, this should do the trick. Custom springs, no. See you hopping all the way home. Try her out. Very popular with the SAs. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. Nếu muốn độ xe cứ quay lại chỗ này nha anh ngỡ nên. Đấy, có tiền đâu đổ. À, không, lần đầu là free mà. Lần đầu free mà. Nói chứ chứ không free đâu. Cái này ao tiền mà. Ừ, hình như là free. À, không có gì ở đây là free hết anh em. Bấm chữ H thì phải. Bấm chữ gì ta? Bấm số 2 à? Bấm cái gì? Đó, ship. Không hiểu gì hết trơn. Rõ cơ chế dễ thiệt. Mà cũng đúng thôi. Một phần giống như mình học lại đầu vậy. 60 đô. Nói chung là cũng phải đáng giá của 60 đô chứ. Ui. Chết tôi ơi. Ese. All right, the homie, let's see if you got what it takes. Hey, Ese. Yo, what's happening? Phụ tiện. Phụ tiện. Lần đầu nhảy ngu lắm. Mấy lần sau nó mới nhảy ghê thôi. Lần đầu nhảy ngu lắm. Lần đầu nhảy ghê lắm. Ủa mình không thấy tên, mình không thấy điểm của nó nè. Yeah. Ồ, hồi đó nhảy này kinh lắm.
gì mình 2k3 tiền, 2k3 điểm mà. Đồng bắt. Đó, cái lần lậu thì nên 1k tiền. Lần lậu nhảy không á. Lần sau mình bếp 1k tiền nó nhảy ghê lắm. Nhảy em lại. Từng, 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 từng. Ủa khó, dễ vậy. Trước nhảy đa nhiều luôn. Xin một ca tiền nha. You're pretty good for a beginner, eh? You're pretty good. That shit was all right. Ah! So sis, when has my brother been a low rider? Sis, we told me to keep an eye on you. Make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my sister. Holmes, you're acting like she's your woman, eh? She's with me, cabrón. So chill the fuck out. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? What? Dickhead? This dickhead is my brother. Easy, Holmes. Oh, vậy là má Kendall cũng biết tiếng Tây Ban Nha rồi. I say he thinks he's gangster, man. And I don't like it. So you know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Jose, come on, Holmes. I can handle this. Mày lóc chóc vậy. Órale, pendejo, you lucky. That's right. You lucky sister spoken for you. Má mày này lóc chóc thiệt anh em. Vámonos, muchachos. Let's get some fucking beer, huh? I'm thirsty. Carl, what the hell are you thinking? Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. À, thằng Pizza này, nguyên cái xe đi này á. Pizza này mới trông có vẻ rất là đàng hoàng. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped her from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with me, cabrón. Ê, trên cái đồng hồ có 12:35 kìa. Để coi đúng 12:35 không nha. I guess we cool for now. Cesar Villalbando. Cesar Villalbando. Cesar Villalbando. You got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. Ôi, hiệu ứng trời mưa kìa. Sao nhìn à, nói chung cũng được. Mấy này lọc chóc. Tôi bắn vài cái chết. Hết switch rồi hả? À, hết switch rồi. Qua Rider đi. Hoặc là qua Big Smoke. Ơ à, mày láo. Cút nhà. À lắm, nhớ mặt tao đấy. Điệt, xe này có chạy thế. Vô tập tạ tí nha. Hey, who was this? So, homie, it's Cesar Villalbando, cabrón. ¿Qué onda? You seen Kendall? Yeah, she's around, but mira, I was just seeing you up in the city. You drive, and you like cars, eh? So, Yeah, I guess. We'll be going with this. Well, you want to make something, a little money? There's a Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little leisure, you can money you made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah! No hoopty all, just low rider. Nice one. It gotta be nice. You don't get in, eh? Okay, I mean, when and where? Drop by the spot in El Corona. Now take Corona! Corona! These guys can be very nervous to do races, eh? Okay. Nói chung là một cuộc điện thoại thân ngay. Chọn 80.
Dẹt. Bấm E. Think you can take me, huh? Watch your opponent's eyes. Use your jab to get the range. Try and build up a combo. Má dễ quá nhờ. Keep it up. Tới khi nào mình học được võ thôi, thì mình dừng không tập nữa. I ain't pulling any punches. Mình nghe càng clip nhanh lên kìa. Don't make me mad. Ok, mẹ limit. Đó, nhìn đô lên liền. Tại hay ra thì không biết. À đồ. Retexture cả thêm đồ vật này cái nọ nữa hả? Save cái nhỉ. Mấy giờ đó? Cười. Anh tôi nghĩ hôm nay mình muốn cũng muốn speedrun mà. Thì mình chơi tới đây chắc cũng chưa đâu. Tôi nghĩ là tôi sẽ cố gắng làm xong hết cái rider này. Chúng ta sẽ nghỉ ha. Hôm sau chúng ta sẽ chơi tiếp. What? 12 giờ và 8 giờ tối hả? Mấy giờ tôi qua Big Smoke rồi. Seize. Jeffrey's been somebody's bitch for the past 3 weeks, right? I know. I know. Hey, what's up, CJ? Wanna go to jail? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Brother, I'm trying to get a little tips. Don't worry about it. Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke. Oh, yeah. OG Loke. Man. I see. What do you do? Anything he can throw in jail for his career, joyride, or party fines or some other bullshit. Hey, that fool go. Look at this fool, man. Perpetrator. Think he hard. Boy, I tell you. I know that fool can't be serious. Ông nhìn gangster dở lắm. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some total motherfucker. Vừa ra đầu, rồi giết người liền chứ. Đúng lóc chóc luôn. College.
my rhyme. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, why don't you stall us out with that shit and get in the car? Fool. What's your plan, big gangster? Now you a free man and all. Man, I ain't free. I'm gonna roll over to Lavia with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'm gonna be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness. Mấy này kiểu khóa chọc OG Lock dễ lắm. OG Lock nói chung là hồi đó là hiền lắm bạn. Nhưng mà rất là muốn kiểu Ro với lại The Homie đồ cái kiểu. Nhưng mà Sweet trong cái introduction á. Nãy có nói quên mất. Đó là Sweet kêu Sweet với lại Smoke kêu là thôi mày, mày lên mày học đại học đi, sau này công việc này nọ. Nhưng mà thằng này kêu không á, tao sẽ làm giang hồ với tụi mày. Man, this is the spot. Ain't this Bargo's hood? Man, I don't give a shit. I'm gangsta. Come on, let's leave Loke to deal with Cap. Ơi, cái gì vậy? Tự cho tí anh em ơi, có tí. Ok. Hey, I stick with Jeff. Okay, cool. I see you guys back on set. Freddy, I'll come for you, you motherfucker. Man, ông ta giết mày nàng chó. Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison scene. I got plenty of muchachas on the outside. Muchacha. I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. CJ, I don't know what he's talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you think? Yo, tổ. Yo, tổ bị. Yo, tổ bị. Mày thấm đứt đi. Sao cái hả? Cây. Cây. À mà. Hey, low, get back here. Nhiều khi vậy, nhiều khi là như vậy rồi nha. Anh nói là anh protect cái bản nhạc của ảnh mà ảnh không như vậy thôi, chứ thật ra là anh bị vô tù, anh bị thằng này giống như là đi rồi một phần đó, rồi một phần là bắn nó tốn đạn lắm anh em. Ây da. Tốc độ quá nhiều khi cũng không tốt. Nói vậy. Hả? Ảnh quay mặt lại anh bắn mình đã không thèm nhìn phía trước luôn. Nhìn. Chỉ lóc bắn cùi thiệt chứ. Má bắn nhau trên đường phố. Đúng kiểu ấy luôn. Má. Oh, you're fucking dead, beep. OG Lock bắn cùi quá thôi, chứ không phải là tại tôi lái dở đâu anh em.
Oh, no, no, no. I didn't mean it like that. PJ, help me out here. Come on, man. What's happening, fool? Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ở đâu có ma lát nữa vậy? Ây, thôi, 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 xong tôi rồi. Đông thế. Ừ. Má, ma lát giúp mình chứ. Chạy. Không phải chết. Mà chạy. Đừng để nó bắn. Ui. Mình xe OG. OG là old gangster á. Kiểu OG OGEEZ nè, kiểu gangster nè, đặt tên gangster tí hẹo tí thì miss and fail speedrun, mà miss and fail thì hơi nhụt. Sorry for that, man. Ah. Không nhìn lại được phía sau ha. Không, cái này tắt đi. Phải tắt thôi. Nhạc, nói chung nhạc nghe hay lắm nhưng mà phải tắt thôi, không là bản quyền. Later. Ồ, bây giờ có 4 tiếp nhiệm vụ luôn anh em. Rider, Big Smoke, Caesar, với lại OG nữa. Please enjoy your meal. Have a wonderful day. Đồ chưa đầy máu à? Thôi kệ đi. Ok. Nói chung là chắc hôm nay là chúng ta chơi tới đây thôi anh em nhờ. Lỗi kìa. Hôm nay anh em mình chơi tới đây thôi. Rồi mình chạy về nhà mình save game cái đã. Đó thì qua được. Qua được một cái vòng chơi như thế thì mới thấy được là vào những năm thập niên 80 là chiến tranh giữa, gọi là chiến tranh thì ghê, là má mâu thuẫn giữa những cái băng nhóm với nhau, đặc biệt là ở bên Mỹ nó căng thẳng lắm, bắn nhau xả đạn nhau ngoài đường thế cơ mà. Ok, save game thôi. Rồi,
Hôm nay mình chơi tới đây thôi nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúc anh em có một ngày tốt lành. Phần sau chúng ta sẽ chơi vào ngày hôm sau nha. Tạm biệt anh em. Bye bye.